Bé, bé cầm hai cục đó làm gì vậy bé? Mẹ đi hái xoài. Không có chữ xoài nhớ cực đó. Bé đi hái xoài. Xoài. Đó, rồi bé tươi quá mấy bạn ơi. Rồi, Thắng ẩm bé vô đi Thắng ơi. Hello khán giả. Rồi ăn cái đùi gà với cơm ơi. Ok. Muốn đâu? Ăn bóc luôn. Không có muốn gì đó là bà. Ăn cái đùi, cặp cái đùi. Rồi cặp cái đùi đi. Trang đứng này không? Trang chút vô đây đi ha, rồi đó. Ăn đi nó. Thôi con nó không đụng đâu, ăn như thế nó bình thường mà. Con phải cho nó ăn chứ. Sậu cho mà chừng chưa ăn uống này còn lắc cái gì mà ăn. Một lát nhường cho em ăn. Nữa hả? Chói không? Không, không chói. Nè nước nè. Thôi chừng nào bán xong cô vừa lấy đứng hồi đổ nha, tôi muốn chết à. Hello mấy bạn. Cơm gì? Cơm trưa mấy bạn ơi. Cơm chiều. Cơm chiều ơi. Chiều hả? Giờ này chiều rồi. Mình ăn cơm chiều nha. Ok ghê. Cho bé luôn hả? Bé không? Vậy bé cũng ăn chị bé. Trang nước này thêm không? Cười Trang cho. Trang. Bé thì chắc phải bụng lắm bác ơi, bé chơi sáng tới giờ các bạn. Nè, cái việc tẻ cơm mình rồi đó. Thắng đứng dưới bể chơi ớt rồi Thắng. Mấy điểm bé. Quên Thắng đứng bể ớt kìa bà. Bây giờ đứng ngay thờ thôi, đứng ngoài này dài dài tới đứng ra nắng. Đó, phải ớt rồi đó đó. Không to ra cái mình dầm bẻ vô thùng luôn. Ủa nó chơi đó chứ không phải bẻ ớt đó hả? Ở đó không nữa. Quay luôn đi con đừng tắt. Có đâu có tắt rồi. Ừ. Mời mấy bạn. Đó. Ủa dính cơm kìa. Ăn không? Không. Cày lắm hả? Ủa này kho gục mềm mềm gục ngon lắm hả? Ngon sao bé? Nè ba quay vô đây nè, đó, nè gục nè. Mềm xèo. Ừ. Ngon sao bé? Ngon làm sao? Ngon làm sao? Good. Good good. Tăng dưa leo á. Dưa leo bé nó gấp mặt kìa. Nãy xuống dưới chị My có quay mày được gì không ba? À, rồi không. Cháu có hỏi chị My tới mệt luôn á. Xuống dưới chọc nó chửi quá trời chửi. Thôi chửi đừng quay em. Có đâu có quay đâu. Anh Thắng ngồi bể ớt á sao ngồi trong nhà chửi. Cái dạng hết nguyên khu luôn. Ngồi cái nhà chính thằng. Tiền kho thịt ngầu quá. Thì sao không không? Thắng kia còn kìa lấy ông hồi đổ á. Đi chơi tháng này bị đói bụng rồi đó không bé? Em con đang ăn. Em con đang ăn. Đây em lên trước đây. Đó, đứng lên. Cá. Có giờ. Không. Thì chị có thịt cơm nào phải không? Bé ăn gan này nữa không? Thôi bé ăn hết cục đó còn chuyện mới lấy ra cái khác. Ruột nè, ruột ngon lắm nè. Gà mát ngon lắm. Gà mát lắm. Mắt trước ba mẹ con ăn gà mát. Bớt. Con cũng phải ăn gà mát nè. Thôi, con ăn rồi. Ăn thử rồi. Thôi, con ăn. Nước ăn không được à? Sao anh ăn cục thịt đó anh Thắng không ăn? Bây giờ hai em này review coi thịt có mềm không? Vui quá. Dịch này của bà nội mình bán nha mấy bạn. Bà nội bán tên gì em biết ở đâu rồi mâm ta lại. Không giới thiệu luôn. Béo. Bà nội tên béo à? Bà nội tên bà ba chồng á, dưới đầu cầu á. Đầu cầu đã lọc nha mấy bạn. Bán bây giờ tới mấy giờ? Bán ở đâu? Bán từ 4 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa. Ăn cơm với được không? Nắng không ra phụ anh Nắng.
sống ra phụ bà nội anh Thắng. Khó hổ á, bà giờ nghỉ rồi. Bà nội bán gạo, anh Thắng bán... gì anh Thắng bán gạo, bà nội bán dịch là... Anh Thắng bán thức ăn. Rồi bán thức ăn. Dịch cũng ăn được vậy. Ngon á. Dịch ốm cái cho dịch ăn. Đổ nha bé. Đổ. Cầm đàng hoàng. Ngon quá chứ gì ơi. Bé ngon không bé? Trời ơi, chị Tiền làm đồ ăn ngon, ba mày làm nhiều. Mà mẹ mày cũng mua cho mày có mấy món à. Để không thay đổi gì hết á. Bữa nay giờ bé ăn vịt gan. Ăn gan bị gì đâu, nói khán giả nghe coi. Bị đau khổ. Ừ. Nó khổ cuộc sống. Nó không ăn bổ gan. Ăn gan bị gì nữa? Bị gì? Bị gì? Bị thất tình. Ừ, bị đau khổ. Khổ tình. Vậy bé đừng ăn. Mà bé chưa biết yêu luôn. Bé biết ăn. Chuẩn. Nó lấy cười rồi á. Rồi lấy hai cục luôn. Bóc lắc bóc lộn chứ. Quạt vô mặt nè. Từ từ bé. Nó nhẹ nhậm luôn. Bé từ từ làm ra review có ngon không? Thôi. Bé ăn nhanh quá không review gì. Bé bụng quá trời, bé ăn rồi bụng nè. Bố ăn kiểu mình ăn vậy. Gần nó ăn tích cực. Bó trời không chưa nó qua. Cái bó nằm dưới đâu. Bó trời. Nằm. Con mới nhắc ghế lên, nó nhảy lên liền đó con. Nhắc cái ghế giống phòng vậy đó. Con bó không biết nhảy. Ừ. Rồi bé ăn hết cục cơm không? Đây để vô. Ủa nãy tao có múc phô cầu gà hả? Phô phô cầu gửi cho chị Quý. Thôi bé ăn cục thịt hả? Con cục đùi, cục thịt này đi. Ừ. Cục thịt đi con, ăn có xương nó ngon, thịt nữa, ăn cái đùi nữa ngán. Sáng mua tới hai cái bọng vịt, gần hai bọng vịt nhiêu tiền mà hả? 300 tặng thêm bộ lòng nữa. Tặng của ai vậy? Nội. Mà nội không cho, trời ơi, cháu với bà mà lấy tiền nữa hả? Muốn ăn gì ra xin bà nội đi, khỏi trả tiền. Nè, bà nội cho anh hả? Nè, con trai, nội có đâu, nội chút đi. Thấy không? Bây giờ nội ăn chút lên. Bà nội mày hướng dẫn ra cái thằng xanh, tao con quá trời, tao khen quá trời là. Ăn chay, không có. Không ăn chung. Không ăn chung. Thu quà nhớ nhiều nữa thôi. 2kg à? Ơi, có tiền nhiều không? Nội cầm lên thử nặng lắm á. Rồi, con lý quá. Nhóc quá. Chưa gì nó ra ngoài đất, mà đó nó ngồi nó dành nó ngoài đó, nó ngồi nó nghe nè. Thôi, nó nhậu với con mười, 12 con chìm 10 mét và 10 là mãi vô đây mét giống tao nữa nè. Trời ơi, ăn cái này chắc mập lên. Béo lắm. Ăn chay, ăn tàu hủ. Người bé ăn. Đâu rồi, gan không cho bé thêm cục nữa coi. Ăn này cái gì vậy? Gan nó hết rồi. Ăn gan sao bé? Ăn gan sao? Gan khổ. Cái này cũng ngon. Ăn gan sao? Đau khổ. Đau khổ hả? Con dạy nó ra gan sao đau khổ. Cái gan kia chắc mà đau gì đau hai chữ tình yêu vậy cơ. Cái nào thất tình đó cô kì. Đứa cái trơn. Ngon quá đó bạn ơi. Nên tùy thôi này ngon. Con bót. Quá chú này giờ lãnh dưỡng nhà không có mất kêu gì trời. Quay clip rồi. Con bớm bớp. Ăn gan đâu khổ. Đau nó lại ơi. Đâu bé ăn cơm nữa không? Ăn nữa không? Rồi ăn dữ vậy con. Cái tim này đó. Bởi vì bà nào bà đuổi vô đây đúng mà. Bà đuổi mày vô đây luôn mày chịu không? Mấy giờ bé mới về? 9 giờ. Thôi 5 giờ về được rồi con ơi. Ba. Em. Cấp thiếu hơn mình về nhà bé chưa? Bỏ thằng này bỏ thuốc chưa thằng? Này hết rồi nè. Để anh bao lấy cho. Uống đàng hoàng, đổ đó. Đổ nha. Đổ không có đồ thai đâu. Còn hết giác hết cơm rồi từ múc trong miếng. Ăn hết cơm nữa cô thị cho cái đùi nó luôn cả. Thôi ăn cái đùi. Chuyện lấy cái đùi của mày cơ bé ơi. La lên bé. La lên bé.
Mời mấy bạn nha. Ok ok. Bé ăn một cái rồi hả? Bé phải chia sẻ chứ. Bé ăn mà bé không chia sẻ gì hết. Thôi vậy tôi ăn. Trời, chồng boss hả? Boss con ơi. Cho boss một đi, nãy bé mới nói cho boss. Ê. Phải cười hết cục thịt ra mới được con. Thôi. Con cho boss ăn con chưa. Thôi boss đút vô miệng đó mới ăn. Đúng nè. Bé không chia sẻ. Rồi ăn hết cơm đi, rồi bới cho em cho nè, tao bới cho. Cho anh Thắng đi. Anh Thắng bây giờ không có đồ. Ăn nhiều rồi bé. Mà bé ăn đi cơm thôi, đừng ăn nữa các bạn. Rồi rồi chiều ăn nữa, bé đừng ăn nữa, ăn nữa đầy bụng. Bé ăn chịu lắm. Ối luôn á. Ừ, ăn hồi bé ối luôn, bé tắm bé ối với hồ bơi luôn á. Lần nào vô đây nó cũng ối á, bác ba. Ba lần rồi. Ăn vô đây là nó ối không à. Bé ăn quá trời, quay cái một men cái mỏ đó. Cái mỏ bé hấp quá, phước cái mỏ lên bé. Dưới cằm. Sát sát luôn. Rồi cắn cục thịt rồi, để con kịp múc cho. Rồi tụi nghiệp, bé quá hầm. Rồi được rồi, đã trộn lên đi. Rồi cặp cái đùi chịu ngon cái rồi, ăn cái mỏ ha. Hai tay cặp luôn. Trời ơi trời. Khán giả nhóc. Ủa hồ cá bị sụp nước nữa rồi. Bị gì ta? Mình trùng lên. Con bé bật hai cái rồi đấy. Trời ơi. Em ngon nó ăn rồi. Mà nó vậy nó đâu sụp nữa đâu, anh Thắng nó cứ vậy. Nó Thắng nhường cho mẹ đi. Ừ. Mình để chỗ nào không biết. Cái đụng không sao, rửa cho nước bây giờ mang đi không cắt mỏi nó rồi hả? Rồi dính hộp cơm hình tam giác luôn. Bé có ghệ này ăn cơm chưa, cho ghệ hai hộp luôn, hai con ghệ. Con ghệ cười thiệt chưa, mà bạc dây đi con ăn à, bạc dây mới đẹp. Ừ, áo bạc dây như mới đẹp đó. À, hết nhiêu nó được bới cơm nữa nha, nhiêu nó được nha con. Giờ cơm vô. Ăn dưa leo không? Đổ thuốc tẩy chưa anh Thắng? Rồi bà ăn cái miếng dưa leo vô cho có rau gà, có rau tốt cho sức khỏe. Mày còn cái dơ vai mà đổ lùm ra. Gái cay nữa. Rồi nghe mở nó cái chia tay đi con, 12 phút mấy nè. Dê lại đang chia tay, thấy ba đứa điều nào. Rồi bye bye, bây giờ tay lên, bye bye, dê tay lên con. Bye bye. Dê tay lên. Họ chụp tấm hình thumbnail luôn ba.